Xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Chim Cảnh Cá Cảnh của em nhá. Hôm nay đi câu các bác nhá. Hôm nay thử nghiệm cái mồi mộc của bác Tuấn Anh trong chì lá súp. Xem như nào các bác nhá. Em thấy cái mồi này á, bác đấy trộn là khá là kỹ này, có rất nhiều vị này. Bên này có cả tôm nam cực, bông tuyết này, các thứ này. Nghĩa là về cho anh em đánh luôn được. Vì dạo này hàng Trung Quốc nó không về được mấy nên em cũng ít mua được mồi. Nên là đành phải mua thử bác này xem. Em nghĩ là đánh sẽ rất là hay đây. Kiểu là muốn mồi hay hay không nhưng mà chỗ nó có cá hay không nữa các bác nhá. Hôm nay câu chỗ này thì chả biết có cá hay không. Nhưng mà không câu được cá thì cũng chưa chắc là phải lo mồi của bác này đâu. Do mình câu không hay là một, cái chỗ không có cá là hai. Đấy, hôm nay em sẽ thử xem. Biết đâu cái mồi này của bác Tuấn Anh lại cắt món cho em được thì sao đúng không? Mời các bác cùng em câu cá nhá. Thời tiết thì nó không ủng hộ lắm. Trời nó sắp mưa rồi, biết cá nó có ăn không. Nhưng mà cứ câu thử một chút thời gian dạy thì câu thôi. Đây, hôm nay đi câu các bác nhá. Các bác thấy em xả mồi này. Đầu tiên em cứ xả nhiều xuống. Em xả xuống phải được mấy cái cặp mồi xả rồi đấy anh em ạ. Xong bắt đầu mới câu. Thì hôm nay đi câu cái ao này các bác nhá. Cái ao này là cái ao mà cái mồm của người ta gọi là cái mồm rắm ấy, chứ em gọi là mồm rắm, nó thông với sông ấy, người ta mở ra rồi. Em nghĩ là cũng không có nhiều cá, cũng không chuẩn bị tâm lý là câu cá to vì ông chú ông bảo là ông ấy bắt hết rồi. Hôm nay câu ao nhà ông chú. Thì ông bảo bắt hết cá rồi mày cứ câu đi. Thì hôm nay mới mang cái combo câu rô phi là cái cần MC Dragon nha các bác. MC Dragon 2m7 này. Xong rồi bộ trục 1.5 với thẻo 1.0 thôi. Đánh vòng cao su để bắt rô phi thôi. Nhưng mà không ngờ tí nữa các bác sẽ thấy kết quả nhá. Cái ao này tuy là lâu ngày không ai người ta đánh cá hay là không ai thả cá ấy, nhưng mà không ngờ là vẫn còn sót hàng. Thì mời các bác cùng xem. Tại đi câu thì cái nhà gần đấy người ta mở nhạc to. Em thì đăng lên thì sẽ bị bản quyền nên về em phải tắt tắt tiếng đi. Nếu không thì các bác sẽ được nghe tiếng chim hót các thứ rất là hay. Chim hót và tiếng cước kêu. Hôm nay em cũng được gọi là test thử cái sức mạnh của cái cần này. Cái cần này có 2m7 các bác nhá. Các bác nên nhớ đây là cái cần 2m7 này. Nên là cái độ tải tĩnh của nó còn thấp ấy, thấp hơn những cái cần dài ấy. Kiểu là lực nó chạy đều trên cái cần, nó thân nó ngắn ấy thì nó sẽ chịu được lực ít hơn. Nếu mà cần càng dài thì nó sẽ được nhiều hơn. Thì tắt máy quay đi một lúc thấy cá nó không ăn ấy thì nó ăn, thì bắt đầu mới bấm máy thì được con cá rói các bác nhá. Cá rói này thì chứng tỏ một điều là cá sông nó vào các bạn, vì cá rói này cũng không ai người ta nuôi. Thì đây là cá sông tự nhiên nó vào đấy, vì cái miệng miệng ao người ta thả mà, thả nó thông với sông, nước nó sẽ được nước sạch như này đấy. Được một con cá rói đầu tiên thì câu hộ thôi, em bảo ông chú rồi, câu được cá thì cũng không lấy mà chú ấy cũng bảo là không thả nữa rồi, nên là cứ câu xem mày có câu được con gì không, chứ là chú ấy không câu được. Mà em nhìn thì em chỉ nghĩ là có rô phi thôi vì nó nhiều lắm. Đấy, được một con rói các bác nhá. Xong rồi tiếp tục này. Nếu mà không có nhạc thì anh em có thể nghe được những cái tiếng động rất là sống động. Lâu rồi mới được đi câu. Và hôm nay cũng thật là may mắn đã cắt được cái cơn móm rồi, bao nhiêu lâu đấy các bạn. Chuẩn bị đến khúc hay rồi. Thực sự là cá nó ăn rất là chậm. Hôm nay là thời tiết nó mưa, gió thì gió tây. Đây là hôm nay rất là đỏ thì mới câu được cá nha các bác nhá. Ngồi chờ cũng khá là lâu đấy, em có phải tắt đi vì sợ pin không đủ. Đây các bác này, dính con hàng rồi. Đấy, bác có thể thấy nó không nổi lên mặt nước luôn. Con cá nó lại là hàng cổ mà. Hàng sót lại cũng phải từ mấy tháng rồi. Người ta đánh ao này mấy tháng nay rồi. Nó vét lưới thì bây giờ thì lại đụng hàng, cũng hơi bất ngờ vì giật được hai lần đi câu, giật hai lần thì một lần là con rói cũng to, một lần thì con chấm. Anh em thấy không thấy em đâu thì cũng phải thôi, vì con cá nó chạy dọc ao mà em chạy xuống tít cái cây sung ở đoạn dưới kia kìa, chạy theo con cá đấy vì mình không có dây bảo hiểm này, đánh đánh đồ thì nhỏ nữa nên là
là con mình phải nhu với con cá thôi, không thể cương lại nó được, cương là đứt ngay các bác nhá. Con cá trôi này cỡ 3 cân, 3 cân thì nó phi, anh em biết rồi đấy. Em cố gắng cầm cái vợt này, nhìn cái cần đấy, các bác thấy đây, độ nảy cao thì nó sẽ bám cá rất tốt, nhưng mà anh em thì sẽ tưởng là nó mềm ấy, khó ra cần ấy, nhưng mà em nghĩ là độ nảy cao như cái cây này thì bám cá rất tốt này. Đánh lưỡi không ngạnh coi nhá, lưỡi không ngạnh số 1, lúc mà câu được con cá lên này cũng cũng gọi thót tim, vì là nó gì nhỉ, vì là nó chỉ có vào mép một tí thôi, cái lưỡi số 1 nó nhỏ xíu, nó móc vào mép một tí đi. Đây các bác thấy này, cuối này, đây bây giờ mới nổi này, phải mất mấy phút chạy theo nó. Bao nhiêu lần là định nhấc một tay nhấc vợt rồi, nhưng mà nó chạy khỏe quá lại phải dùng hai tay. Bác thấy không, nó chạy khắp ao luôn này. Đấy, đây phát này thì bắt lên được, vừa câu vừa 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 dòng cá vừa bảo thôi đừng tuột đừng tuột đấy các bạn. Tiếc là các bạn không được nghe, rất là buồn cười. Thì đấy, đây con cá đây các bạn này, con trôi tầm 3 kg các bạn. Đây em đang giải thích với ông đi ngoài đường đây, ông bảo là sao lại vào câu cá nào nhà họ, thì ông ấy không biết là em xin phép rồi. Thì đấy, xong rồi em cũng nhờ người lên gọi ông chú đấy xuống để lấy cá, xem em cũng không lấy, mình đi câu để giải trí thôi. Đây các bạn này, con cá trôi rất là to nhá, mà cái combo hôm nay đi câu rất là nhỏ, thế nên là phải nhu với nó chứ không thể nào mà ngồi im một chỗ để rong nó lên bờ được. Đấy, trôi trôi cái loại trôi nhỏ nhỏ này nó phi thì rất là kinh khủng rồi, các bạn thấy không, lên bờ là nó vẫn còn dãy khỏe đấy, tí thì toang này các bạn, nó rơi rơi này, phát này rơi đây các bạn đấy, tí thì rơi xuống ao thì xong. Thì ông kia ông ấy thấy mình câu được cá, ông ấy lại bảo ông chú, thì ông chú ra lại bảo không, đi cá lại tưởng mình bắt bắt trộm, thì cuối cùng này nó cũng nằm yên trong rọ của em rồi các bạn nhá. Đấy được cá phát là mặt tươi cười ngay, về tê tay luôn các bạn, sướng chảy dọc cao, may mà có chỗ mà chạy chứ nếu không thì không có cách nào khác cả, có khi là phải nhảy xuống ao theo để bo theo nó đấy. Đấy xong phát này thì chờ ông chú thì chầy cối làm thêm con nữa, lúc đầu phao nó báo rất là ảo là vì con cá nhỏ quá, đây các bạn nhìn này, đấy là cái con nhỏ này nó ăn này, con nhỏ này nó ăn nên là nó báo báo ảo. Đây bây giờ em nhấc lên ông chú xuống, thế là nhấc cho ông ấy mang về, thật là cậu là ông ấy sướng lắm đây, vì cứ tưởng là cá hết rồi mà, ao hết cá rồi mà mình vẫn câu cho ông ấy là con cá trôi với một con rói to. Rói to này là cá sông vào thôi, còn nó lớn ấy, cá sông vào xong rồi ao thì không bị đánh điện thì nó lớn lên. Đây, em đi về được con cá đấy là cũng đi về vì cũng gần trưa rồi, tranh thủ một lúc đi câu. Thì xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những tập tiếp theo nhé. Các bác đăng ký kênh và like video để ủng hộ em nhé.